Wow, vừa bay cao quá à. Ui, wow, quỳ về thử cái đi. Dày nặng lắm. Wow. Trời ơi. Bà có nhớ hồi nhỏ tụi mình cũng thả diều giống vậy không? Nhớ chứ, hồi đó còn có nhiều bạn thả với mình nữa. Mà có lần á, con diều bị đứt dây, bay mất tiêu, quỳ khóc quá chừng luôn. Nhưng mà tiếc quá à. Mấy bạn lúc nhỏ của mình á, giờ đi làm ăn xa hết trơn rồi. Không thôi mấy bạn cũng giúp sảy nhớ được nhiều thứ lắm. À, hay là bữa nào á, để Quyên hỏi thử người nhà của mấy bạn đó, khi nào mấy bạn đó về bến sảy nha. Thôi, mấy bạn đi làm ăn xa mà, sao kêu mấy bạn về được. Sảy chỉ cần nhớ mình Quyên là được rồi mà. Đã nói là không được nắm tay rồi mà. Mà tiếc quá, hôm nay bạn Phú bị đau cổ nên không còn chơi chung với mình được. Nhưng mà cũng được nắm tay đúng không? Nắm tay bằng Phú giận á. Đúng rồi. Ê, nó bay cao quá kìa. Thả dây thêm nha. Sậy bây giờ thật sự không còn cái dáng vẻ đáng ghét khó ưa của lúc trước nữa. Ê kìa, nó bay cao kìa, gió lên rồi, giật mạnh lên. Chạy, một, chạy nha, chạy nha. 1, 2, 3, chạy. Ê, thả dây thêm. Wow. Ê, nó bay cao quá. Nè, thả dây thêm đi. Nè, thả dây thêm. Bay cao, cao quá. Quyên, bây giờ sẽ về các con diều này nha. Bữa sau mình chơi tiếp. Ừ. Hey, hey, Quyên. Hey, hey. Gì vậy, gì vậy? Con chim kìa. Hả? Mình bắt nó nha. Hey, hay là mình qua đó coi đi. À, thôi, mình đứng đây nhìn nó đi. Đi qua đó nó giật mình, nó bay mất tiêu á. Đứng xa xa nhìn được rồi. À, nhưng mà mình có thể qua gần gần nó coi kỹ nó được không vậy? À, vậy à, mình đi nhẹ nhẹ thôi, không thôi nó bay mất á. À, mình đi nhẹ xíu. Nhẹ thôi. Ui, con chim này á, nó bự hơn con chim lúc trước rớt ở gốc gọn luôn á. Trời ơi, con chim lúc trước rớt ở gốc cây gọn á, nó còn nằm trong tổ nhỏ xíu à. Ồ. Ủa, mà Bảo còn nhớ con chim đó hả? Nhớ chứ, lúc trước tụi mình còn đưa nó về tổ nữa mà. Hey, hay là mình đưa con chim này về nuôi đi. Lúc trước á, sẽ có được một con tên Cà Ní á. Mày làm bạn với tao đi. Tao sẽ đặt tên cho mày là Cà Ní, như tên của Cà Na vậy đó. Cà Ní hả? Ừ, Cà Ní. Tên giống như Cà Na. Mà lâu rồi sẽ không gặp Cà Na, cho nên con Cà Ní giống như Cà Na vậy á. Thì ra ngày xưa sậy cũng từng rất nhớ mình. Hey, Quyên, hay là mình bắt nó về đi. Sậy sẽ nuôi nó xong rồi sậy sẽ đút cơm chú Nam mỗi ngày để nó khỏi phải kiếm ăn cực khổ. Nè, sậy qua đây sậy chụp nha. Mà chụp hộp á là Quyên chụp liền nha. Ê, sao vậy? Thôi không được đâu, đừng có bắt nó. Sao vậy? Sậy nuôi nó mà. Nhưng mà con chim nó thuộc về bầu trời, nó muốn tự do bay lượn thôi à. Giờ bà đem nó về nuôi, bà cho nó ăn, bà chơi với nó hàng ngày, nó cũng không có vui vẻ gì đâu. Ờ, cũng đúng ha. Lúc trước á, mẹ cột tay cột chân sậy nhốt sậy lại, sậy cũng đâu có vui đâu. Ờ, vậy thôi vì mình không bắt nó nữa nha. Ừ. Mình không nuôi được con này á, thì mình nuôi con khác. Vậy hả? Mình sẽ nuôi con gì vậy? Bảo đã nhớ lời chú bán cá chỉ chưa? Ồ, quên mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi đã nói là Bảo phải lắng tai nghe để tốt cho trí nhớ của Bảo rồi. Nè, giờ tôi nhắc lại một lần thôi nha, Bảo nghe cho kỹ nè. Hai ngày cho ăn một lần, cho nhiều quá nó sẽ chết. Một tuần chỉ được thay nước một lần thôi, mà chỉ được thay 2/3 thôi nha. Thay nhiều quá nó sẽ bị sốc đó. Với lại cho thêm mấy cọng rong đuôi chó vô nữa. Nè,
Con cá này chỉ thích ở một mình thôi, không cho ở với ai hết. Ở với người khác nó sẽ bị quạo, nó không vui á. Bảo tính đặt tên nó là gì vậy? Bảo sẽ đặt tên là Quẩn. Sao lại là Quẩn? Thì cà ní dễ thương giống như cà na, còn Quẩn hay quạo giống Nguyên vậy á, nên đặt là Quẩn. Bởi vì chị nãy cũng nói là Nguyên Quẩn mà, đúng không? Tôi đi về, không chơi với Bảo nữa. Ê, Quyên, Quyên, chờ Bảo với nó đi chung với nhau mà. Nói tôi hay quạo mà, đi về chung với tôi làm gì? Thì sậy nó đúng mà. Giờ Quyên cũng đang quạo y chang như em Quẩn vậy đó. Hồi nãy em Quẩn đang bay vui dữ lắm á, cái giờ quạo khiều khiều vậy, cái làm lơ luôn à. Quyên cũng vậy á, Quyên hay quạo với sậy lắm. Còn lý sậy nữa, còn không cho sậy nắm tay nữa. Còn Cà Na hả? Cà Na lúc nào cũng cười vui vẻ hết á, còn cho sậy nắm tay nữa. Nhưng mà Cà Na hả? Cười vui lắm kìa. Còn Quyên quạo á hả? Cũng dễ thương lắm. Cả hai dễ thương như nhau á. Thôi đừng có quạo với sậy nữa. Thôi mà cười đi mà, đừng có giận sậy nữa mà. Dễ thương quá. Không. Mùa sậy trổ bông 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.